Các bạn nên lưu ý nè, bài tập này rất là hay nha các bạn. Nó là một bài tập giống như bỏ túi trong những cái phương pháp cường độ cao về lưng. Bạn tập rô nhiều quá, bạn thiếu những cái bài này thì nó cái lưng bạn nó không còn gì. Nên những cái phương pháp cường độ cao nó rất là quan trọng. Rồi bây giờ là Diêu sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ thuật tập FST7 trong cái chương trình Lean Body nâng cao. Cụ thể bài chúng ta tập sẽ là bài Dumbbell Pullover, bài tập không thể thiếu khi tập cơ lưng cường độ cao. Bài này rất là tốt cho các bạn nên tập theo bài này. Và bây giờ Diêu sẽ tập với cục 20kg thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Vẫn là 7 full 7 partial. Rồi em qua anh Kim lên tạ giùm anh cái. Khó tập lắm, bài rất là nặng, cố lên. Come on baby. Đâu rồi, thôi rớt bạn. Đây à. Rồi cái cuối nè. Một, giữ được không? Căng dưới. Căng dưới đây. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cái này căng rất đã luôn. Cứ hơi già tận hưởng mặt nhắm nghiền cái mặt sướng trào dân. Kem set 7 số 6 mà đã má. Bây giờ mới có set đầu tiên hỏi đã thôi. Hay uống xong hai hộp là vô tập. Này động tác là khỏi chỉ nhưng mà cứ nhìn tập. Lên tới đây rồi chỉ gì nữa. Lên tới đây là chứ là kỹ thuật động tác. Hôn Bình Nhìn kỹ cái tay cầm tạ nha. Ba Bốn hơi chóng mặt nha các bạn, ráng tập nha. Bài nó hơi chóng mặt với bài đòi hỏi cái độ dẻo nó rất là cao. Nói chung là Duy Nguyễn dẻo hơn Thu Hương nữa các bạn. Duy uống cái người ngược ra, Thu Hương cái tay đâu đưa sâu được đâu. Thì kiểm tra lại nhà lưng thì nó có những cái cơ chế sau đây. Nhất là row bắt buộc nè. Thứ hai là pull down, lat pull down. Còn cái này đó cũng là pull down nhưng mà kiểu khác. Cái kia là kéo dày, pull down cầm hẹp, kéo xuống. Này là pull down cầm hẹp, rất tốt cho phần cơ lưng. Thôi một ơi cao là phải đảm bảo cho các bạn, giỡn gì giỡn nhưng cao là phải đảm bảo. Set này là set thứ 5.
ngoài. Hơi hơi ấy vậy một à. Ba ba năm sáu bảy ba rồi bắt đầu. Má sư hỗ trợ nhiệt tình vậy thôi chứ. Có sao giữa ba hai cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên một mà bài này muốn dùng ngực đó, đó thì các bạn móc lên tới đây này không, là đã tới đây này không, tới đây là ngực nó chuẩn bị nó quất rồi nè, xong lấy hai cái tay nhấn cạch lên, nó nhấn cạch lên, không, tại vậy nhẹ nhàng quá ta, mấy set rồi đó hả, mặt chưa đã chứ anh ta, cái gì diễn không em, ngon chưa? Thầy bài này nó vô ngực trên nó phải, đâu? Ngực trên chỗ này nè, chống sệ. Thì là ngực trên. Ờ, cái gì? Không phải ngực trên mà kiểu như là giật ngược lên cho nó đừng xài gì. Cái gái quan trọng lắm. Mà để anh cải tập rồi nên tập. Thì đó, anh chỉ em bài hoài này hoài đó. Tập cả lưng và vô lưng. Đúng rồi, bài này rất là quan trọng nên hôm nay tập và anh chỉ em tập bài đó hoài đó. Vô lưng với ngực. Các bạn nên lưu ý nè, bài tập này rất là hay nha các bạn. Nó là một bài tập giống như bỏ túi trong những cái phương pháp cường độ cao về lưng. Nó dễ tập, nó quan trọng mà nói chung nó có cảm giác đã nữa. Trong tập gym nó có những bài đó có cảm giác thư giãn nè. Không, em tập bài này nó vừa lợi về cơ, nó vừa lợi về sức khỏe mà nó còn cảm giác thư giãn nữa. Nên lưng nó có những bài thư giãn. Các bạn tập pro nhiều quá, bạn thiếu những cái bài này thì nó cái lưng bạn nó sẽ không toàn diện. Nên những cái phương pháp cường độ cao nó rất là quan trọng. Trong những cái tầng đầu tiên thì như Nguyễn chia sẻ bằng cái tập luyện từ tầng 1 tới tầng 89 gì đó là tập luyện kỹ thuật từ hết. Bạn biết được mấy trăm bài tập rồi. Rồi tới qua những cái tầng tiếp theo là về giáo án. Nhưng mà cái ba cái tầng cuối, tức là ba cái chương trình cuối là chương trình quan trọng nhất, là chương trình cường độ nâng cao. Cường độ nâng cao là cái mà nó theo chúng ta suốt đời luôn, không có học thêm gì cả. Đó, lưu ý nha các bạn. Rồi, chuẩn bị qua bài tiếp theo.